bao nhiêu bịch bento để làm mẹ tôi cay. Mẹ tôi là một người cực kỳ buồn ăn cay. Vì thế nên hôm nay tôi đã mua hàng trăm bịch bento cay để xem mẹ tôi có thể ăn được bao nhiêu bịch. Đầu tiên, mẹ tôi khá háo hức để ăn thử bịch này. Vậy là đã tới bịch bento thứ hai. Nhìn bịch bento khá là to nhưng thật sự miếng bento không to đến vậy. Gói thứ ba. Trong lúc mẹ tôi đang miệt mài ăn bánh bento thì tôi đã phát hiện ra một điều thật sự thú vị đằng sau cái bao bì của bịch bạc. Cái gì? Có thể bỏ bento vào tủ lạnh để ăn ngon hơn ư? Bây giờ bịch thứ bảy rồi. Và sau khi mẹ tôi ăn xong bịch thứ bảy thì những thanh bento lại đã sẵn sàng. Mẹ tôi sẽ là người đầu tiên nếm thử cái hương vị này. Rành vậy? Mẹ tôi vẫn tiếp tục ăn. Xé bao bì, bóc bánh, bỏ vào miệng liên tục cho tới khi mẹ tôi nhận ra điều này. Mẹ tôi đã ăn được 20 bịch bánh.